Thôi thì đợt này đổi tên thành Võ Nguyên Giáp. Em cũng mong cho cái tuyến metro này nó hoàn thành sớm, cuối năm đưa vào chạy đi. Còn đoạn này thì ngày hôm nay đã đổi thành Võ Nguyên Giáp rồi. Đó, cũng là cập nhật luôn để cô bác anh chị nắm tình hình. Đó, ta ăn trưa, nghỉ ngơi. Đó. Vui ấy cô bác anh chị ha. À, Sài Gòn mình vui lắm. Đó. Đó. Dạ, Sài Gòn hôm nay xin kính chào cô bác anh chị và các bạn. Em đang đứng ở trên xa lộ. Xa lộ ngày hôm nay là xa lộ Hà Nội và năm xưa nó là xa lộ Biên Hòa. Bây giờ là 12 giờ ngày 18 tháng 7 năm 2023. Và hướng cô bác anh chị đang thấy đây là hướng đi về cầu Sài Gòn. Em đang đứng ở ngay vị trí ngã tư Bình Thái, sau lưng của em thì chạy về ngã tư Thủ Đức. Hôm nay em muốn mời cô bác anh chị cập nhật một đoạn của xa lộ Biên Hòa năm xưa. Sau năm 75, hình như là khoảng năm 84 á, thì đổi tên cái con đường xa lộ Biên Hòa này thành xa lộ Hà Nội. Và một cái thông tin mới cập nhật đến cô bác anh chị những cái ngày gần đây, đó chính là con đường xa lộ Biên Hòa đổi tên thành là Võ Nguyên Giáp. Đoạn từ Hàng Xanh, đoạn từ cầu Sài Gòn đó cho tới ngã tư Thủ Đức, thưa cô bác anh chị, đó là cái con đường đổi tên thành Võ Nguyên Giáp. Em xin chia sẻ lại ha, trước năm 75 thì nó có tên là xa lộ Sài Gòn Biên Hòa. Khoảng năm 1984 thì con đường xa lộ Sài Gòn Biên Hòa được đổi tên thành xa lộ Hà Nội. Và hiện tại cách đây chỉ có mấy ngày thôi, đổi tên đoạn từ cầu Sài Gòn về tới ngã tư Thủ Đức thành tên Võ Nguyên Giáp. Em xin kính chúc cô bác anh chị và các bạn có một ngày bình an, nhiều sức khỏe và niềm vui trong cuộc sống. Bây giờ thì em bắt đầu lang thang từ khu vực Bình Thái đi về trung tâm, về ngã tư Hàng Xanh. Và bên tay phải của em đây chính là metro số 1, thưa cô bác anh chị. Con đường nói đúng tên là xa lộ Sài Gòn Biên Hòa, nhưng mà thường thì em hay nghe người ta gọi là xa lộ Biên Hòa. Ngày hôm nay thì đoạn này, đoạn từ ngã tư Thủ Đức tới cầu Sài Gòn thì đổi tên thành đường Võ Nguyên Giáp, thưa cô bác anh chị. Số phận của một con đường kỷ niệm, con đường đã gắn liền với nhiều thế hệ. Và trước năm 75, đây là con đường hiện đại đẹp bậc nhất của miền Nam, thậm chí là của Việt Nam mình. Con đường này thì nó trải dài hơn 30 cây số trước năm 75 đó, hơn 30 cây số. Từ tính từ ngay chỗ cầu Phan Thanh Giản, cô bác anh chị, cầu xa lộ đó, đi về cho tới Biên Hòa, hình như là khu vực em đọc tư liệu em thấy là về ngã ba Chợ Sạch Tân Biên á, nhưng mà em chưa có đi tới cái ngã ba Chợ Sạch đó bao giờ cả. Không biết là trên đường mình đi về quê Phan Thiết ngày xưa hay đi xe máy thì có chạy ngang hay không, chứ em nghĩ là có, rồi đó giao tới quốc lộ 1A xa lộ Đại Hàng á, cô bác anh chị. Và đây là cái trạm thu phí cầu Rạch Chiếc. Chúng ta chuẩn bị đi lên cầu Rạch Chiếc. Trên cái con đường xa lộ Biên Hòa này, tức là Võ Nguyên Giáp đoạn này, ngày hôm nay thì chúng ta còn có tuyến metro số 1 nằm bên phải của em đây. Như cô bác anh chị cũng thấy đó, nó được khởi công, chính thức khởi công từ 2012, và cho tới hôm nay thì đã 11 năm rồi. Nhưng mà nghe đâu đó thì cuối năm nay có thể là sẽ đưa vào khai thác, nhưng mà chúng ta cùng chờ xem. Tuy vậy thì nó đã trễ hẹn rất là nhiều, rất là nhiều, thưa cô bác anh chị. Cứ dời thì thôi thì đợt này đổi tên thành Võ Nguyên Giáp. Em cũng mong cho cái tuyến metro này nó hoàn thành sớm, cuối năm đưa vào chạy đi. Chứ chưa chạy mà em thấy nó cũng hư tùm lum nhiều lắm rồi. Cứ sửa rồi cứ báo chí cứ viết liên tục thôi.
Ở đây ngày hôm nay thì nó là thành phố Thủ Đức, thưa cô bác anh chị. Đó, với những cái cạn container. Ở đây thì có xi măng Hà Tiên. Chúng ta nhắc lại một chút để nhớ về thôi. Còn bây giờ thì nó thay đổi hết rồi. Đó. À, sẵn tiện đi ở đây thì em mời cô bác anh chị cập nhật một chút cái hình ảnh của metro. Đó, cái ga metro này, ga Bình Thái chắc. À, hôm nay thì bão vào đất liền ở khu vực ngoài Bắc. Không biết ở Sài Gòn mình ảnh hưởng có nhiều hay không, nhưng mà có lẽ là rồi cũng sẽ có mưa. Sẽ có mưa đó. Đây là trạm thu phí cầu Rạch Chiếc. Ngày hôm nay thì người ta cũng đang hoàn thiện cái metro, cũng như là sẽ xây dựng những cái cầu đi bộ. Cầu đi bộ bắc ngang các cái ga vậy đó cô bác anh chị. Thì cũng phải xuống ga thì cũng phải có đường đi chứ, nguyên cái xa lộ lớn như thế này mà không có đường đi bộ qua đường thì thôi rồi luôn, biết đi đâu. Đó. Ở đây thì em mời cô bác anh chị lên cầu Rạch Chiếc nha. Hôm nay cho tới thời điểm hiện tại thì Sài Gòn mình cũng nắng, chắc là chiều mới họa hàng mà có mưa. À, ở đây là điểm dán thẻ thu phí không dừng tự động đó. À, mời cô bác anh chị lên cầu Rạch Chiếc. Đường xa lộ cho nên là xe cộ chạy đông và chạy rất là nhanh đó cô bác anh chị. Như xe máy có nhiều bạn chạy vù vù luôn. Đây là một cái con đường đẹp và độc bậc nhất của Sài Gòn mình hiện tại luôn cô bác anh chị. Coi như là chạy rất là thoải mái. Cầu Rạch Chiếc, không biết là thay tên rồi có đội vận của tiếng metro hay không. Cũng mòn mỏi lắm cô bác anh chị, bởi vì là nói chung là mình cũng chờ đợi xem sao. Ở trung tâm ngay Bến Thành thì cái giếng trời nó cũng đã hoàn thành rồi, tàu cũng nhập về rồi, và cái tuyến metro số 1 này thì nó hơn 19 cây số, với tổng số vốn đầu tư là sau nhiều lần điều chỉnh dời lên, dời là dời lên của anh chị nha, không có dời xuống. Nó đâu đó khoảng 47.000 tỷ đồng, rất là nhiều tiền, cũng như rất là trễ hẹn. Xuống cầu Rạch Chiếc rồi chúng ta tới vùng đất của quận 2 ngày trước nè. Bên phải là khu Thảo Điền, bên trái là khu An Phú, An Khánh, Tần Não. Nếu mà đi bên kia đó, đi cái máng ngược chiều với em đang đi đó, thì cô bác anh chị rất là khó để hình dung được cái tiếng metro, tại nằm xa quá không thấy đâu. Cho nên là trước khi thực hiện cái clip này thì em chạy từ trong trung tâm Sài Gòn đi về tới ngay cái ngã tư lúc nãy em đứng Bình Thái đó, để đi ngược chiều lên. Vậy là cô bác anh chị mới thấy được cái metro này đó. Ở Sài Gòn mình hiện nay về các cái công trình lớn mà em cũng đang quan tâm nhiều, đó chính là cái metro này. Và cô bác anh chị biết một cái công trình gì nữa không? Đó là cái đập ngăn triều. Đập ngăn triều đó cũng hơn 10.000 tỷ thì phải.
và cũng trễ hẹn khá lâu rồi. Mà cô bác anh chị biết là ngày hôm nay Sài Gòn mình nó ngập tè le, tưa lưa, tùm lum. Thì cái đập ngăn triều đó là vấn đề mà người dân Sài Gòn mình đang quan tâm nhất, thưa cô bác anh chị. Đôi khi cái metro này thì thôi không quan tâm bằng đâu, chứ cái đập ngăn triều là nhiều người đang chờ mong lắm đó. Chưa biết khi nào là nó xong, cũng chưa có khởi công nữa, chưa có khởi công lại đó, thì nó bị tạm dừng thi công rồi. Bắt đầu ở đây thì cô bác anh chị sẽ thấy cái metro nó rõ ràng hơn đó. Và ở dưới cái metro này thì ngày hôm nay bắt đầu người ta buôn bán làm ăn rồi cũng tùm lum hết trơn à. Ở Sài Gòn mình chỗ nào trống thì chỗ đấy là xuất hiện hàng rong đồ này kia này. Có mấy anh chị đây nè, em đi nhanh phải vào đó, ở đây là cái ga, ở đây có showroom của Ford nè. Rồi em chạy bên trong này một chút để cô bác anh chị nhìn cái metro đây. Ở đây bây giờ người ta có trải nhựa một đoạn rồi nè, và đây là cái ga. Dưới này thì nó mát mẻ, thành ra là những người đi đường này, mấy anh chạy Grab này, rồi taxi này, người ta đứng ở đây để người ta nghỉ trưa ăn uống như thế nào đó. Em đi một đoạn ở phía trong con đường này, thưa cô bác anh chị, nó là con đường song hành. Trên bản đồ thì em vẫn thấy là song hành xa lộ Hà Nội nha. Còn đoạn này thì ngày hôm nay đã đổi thành Võ Nguyên Giáp rồi đó, cũng là cập nhật luôn để cô bác anh chị nắm tình hình nha. Đây là cái cuộc sống của bà con mình ở phía dưới metro, xung quanh metro. Metro mà hoàn thành thì giá nhà ở đây lại lên. Ở Sài Gòn mình ví dụ như xây một cái cầu hay mở một con đường, hay là có một cái khu công viên, hay là có một cái khu chung cư, nó mọc lên là y như rằng đất, giá ở đó đất nó tăng lên, đất ở đó giá nó tăng lên. Đây là cái ga, thưa cô bác anh chị. Khu vực này chúng ta tới ngã ba Cát Lái, xuống cầu Rạch Chiếc thì chúng ta tới ngã ba Cát Lái, một hướng đi Cát Lái bên trái, cái này là con đường Mai Chí Thọ đó, hướng đi thẳng về cầu Sài Gòn. Trời, chỗ này mát quá trời luôn ơi, khu Thảo Điền á các anh chị. Đây là trường mầm non An Bình. Rồi, bây giờ thì em tiếp tục mời cô bác anh chị cùng lang thang về cầu Sài Gòn với em ha. Để đi ở đây thì mới thấy được cuộc sống của bà con mình nè. Đó, bán nước, bán đồ, sửa xe nè. Chứ đi ở ngoài kia thì ngoài đường, xa lộ Biên Hòa thì không thấy, chỉ có xe chạy thôi. Ở đây thì em nhớ không nhầm là có một cái nhà thờ bên phải của em nè. Nhà thờ này cái kiến trúc cũng lạ lắm nha, giáo xứ Thiên Thần, thưa cô bác anh chị. Giống như là một cái đồi vậy đó. Rồi em tiếp tục chạy dọc theo cái vị trí của metro số 1. Đây, nhà ở đây thì người ta đóng cửa nghỉ bán và nghỉ ở luôn rồi. Đôi khi những cái khu này khi mà người ta thi công đó, ảnh hưởng cũng nhiều tới hộ dân, thành ra là có nhiều hộ dân người ta dọn đi đó. Trễ hẹn lâu quá thì cũng tội nghiệp những người dân kinh doanh buôn bán ở đây.
bắt đầu từ vị trí này thì các bác anh chị thấy là nó có hai con đường rồi đó. Một hướng đi lên như em, một hướng đi xuống bên trái kia, và cái lên bên trái là bên phía trên là cái cầu vượt ngã ba Cát Lái đây, khu vực ngã ba Cát Lái đây đó. Một bên phải là metro trên đầu em đó, là metro, bên trái là cái cầu vượt Cát Lái, ngã ba Cát Lái. Rồi tiếp tục mời cô bác anh chị lang thang nhẹ nhàng về cầu Sài Gòn. Đó, mấy cái nhà ở đây là người ta đóng cửa. Rồi, đây là đường An Phú bên tay phải của em ha. Còn vị trí này thì chúng ta thấy là có cái chung cư rồi đó. Cái khu vực Thảo Điền này thì ngày hôm nay nhìn qua nhìn lại trái phải toàn chung cư không đó thưa cô bác anh chị. Chính vì vậy mà xóm biệt thự Thảo Điền ngày hôm nay mưa một trận là thành cái sông. Nhưng mà nếu mà nhìn từ trên cao á, cái đoạn này á, rất là đẹp ha. Đối với con đường xa lộ Biên Hòa ngày xưa, ngày hôm nay là Võ Nguyên Giáp đây, thì cái đoạn đường này là đẹp nhất, tính từ cầu Sài Gòn cho tới cầu Rạch Chiếc, nó là cái đoạn đường đẹp nhất. Bởi vì như cô bác anh chị nhìn thấy đó, nhà cửa rồi mảng xanh nó cũng nhiều ha. Rồi cái khu Thảo Điền thì biệt thự ăn chơi cũng nhiều đó. Thành ra là nó đẹp, nhìn nó đẹp, cái view của cô bác anh chị, khung cảnh đó. Ở đây thì bên tay phải là cái chung cư, và em cũng muốn mời các anh chị nhìn một chút. Hôm trước đi về đây thì nó đang sửa, nó đang làm đây nè. Chung cư này. Quá trời, ở đây là Capital Land. Capital Land nó cũng có rất là nhiều cái phân khu ở đây. Ví dụ đây là Oxygen nè, đó. Khu ngoài này thì nói chung là khách nước ngoài ở cũng rất là nhiều á thưa các bác anh chị. Khu Thảo Điền rồi mấy cái chung cư ở đây khách nước ngoài ở nhiều lắm. Dưới metro á mát, có cái bóng mát, và mấy cái cột rất là to như thế này đó, nhìn thì có mấy anh chị thấy này, chung cư. Có mấy cái bẫy này bằng vàng này lọt xuống này nha, cống nhưng mà nghẹt rồi. Đây là con đường mà có một cái ngã ba, con đường gì mà nó nhỏ quá em không thấy. Nói chung là mình đi vòng vòng vào khu Thảo Điền đó, ở đây thì bán nước đó, hai bên thì có mấy anh chị thấy không, nhà cửa căn hộ đồ quá trời luôn. Ở đây thì nó trở thành một cái bãi rác. Rác nè, không, ở dưới metro này người ta đổ rác này cô bác anh chị đó, không thương tiếc luôn. Tới tối người ta đem ra đây người ta đổ, không thì ai mà biết được.
là cuộc sống của công nhân. Đây, mấy cô bán nước, bán hàng rong. Thôi thì cứ ngày nào còn bán được thì bán. Hôm nào người ta làm hết, ta đuổi đi thì đi. Ở mình là thường là như vậy thôi các anh chị. Đây là đa số là công nhân, anh chị em công nhân làm việc ở trong các cái công trình gần gần đây thưa các bác anh chị. Quá trời người bán hàng luôn. Trời ơi, buổi trưa nè. Buổi trưa công trình dân, công trình xây dựng đồ ra quá trời đông các anh chị thấy không? Ôi gió. Gió thổi quá trời luôn. Xa thì cô bác anh chị thấy Landmark 81 đó. Về mấy cái khu chung cư này là vốn dĩ bình thường đã gió rồi. Hôm nay còn chuẩn bị bão nữa. Ở đây thay vì quẹo ra xa lộ, em tiếp tục em đi một chút ở bên tay phải này nha, con đường sông thông hành đây. Mastery Thảo Điền. Đây vẫn còn xấu quá, chưa hoàn thiện nè. Ống nước rồi nước đọng dơ. Có mấy cái đoạn mới mở ra thì em cập nhật luôn. Ví dụ như cái đoạn này hôm trước là cũng đang rào, hôm nay bắt đầu mở ra rồi nè. Đó. Bên trái của em vẫn là xa lộ Biên Hòa năm xưa thưa cô bác anh chị. Ngày hôm nay là Võ Nguyên Giáp đó, chạy tới đoạn này đi tới cầu Sài Gòn rồi. Đoạn này mới mở ra. Đây là con đường Lê Thước hả? Lê Thước. Bên phải của em đó, Lê Thước. Toàn chung cư không. Ở dưới này có bèo đó nè các anh chị. Ở dưới metro á. Có bèo à, vớt cho vịt, cho heo ăn là ngon. Ngày xưa em hay đi vớt bèo về cho heo hoặc là nuôi vịt á. Bỏ bèo rồi cắm rồi vô xúc cho nó ăn. Rồi bắt đầu ở đây thì hết đi được thẳng rồi. Em quẹo ra. Đây là một cái ga thưa các bác anh chị. Ra xa lộ Biên Hòa Võ Nguyên Giáp ngày hôm nay. Ở đây thêm một cái ga nữa ha.
metro. Đi dưới bóng cây này cũng mát, mặc dù cây cũng đang nhỏ thôi, chưa có lớn, nhưng mà mình đi từ từ trong cái lề đường như thế này thì mát. Đây ra metro của cô bác anh chị. Chút xíu nữa là em tới cầu Sài Gòn, coi như là hết con đường Võ Nguyên Giáp. Xuống cầu Sài Gòn là chúng ta chạy trên vùng đất của Bình Thạnh ngày hôm nay, với con đường có tên là Điện Biên Phủ. Ở đây thêm một vài cái vị trí mà taxi, công nhân, Grab, Rip gì người ta đậu xe, người ta ăn cơm, đậu xe nghỉ ngơi ăn cơm. Đoạn này là đường cấm đó, có mấy anh chị. Xe chiều đi ra thôi, chiều đi vô thì chúng ta phải đi qua bên này. Đó, qua bên này. VinFast có cái trạm sạc lưu động này, làm trên một chiếc xe Ford Transit đó, VinFast này có anh chị, tạm sạc lưu động ha. Ai hết pin thì gọi cho VinFast. Rồi em đi ngược ra đây, cái vị trí này nó là một cái con đường, xong rồi người ta ăn cơm đó, người ta ăn trưa nghỉ ngơi đó. Vui ấy cô bác anh chị ha. À, Sài Gòn mình vui lắm đó. Quá trời vui luôn. Mấy anh Ráp nghỉ ngơi. Rồi em quay lại ra xa lộ nè. Phía trước thì mời cô bác anh chị lên cầu Sài Gòn, chúng ta cùng nhau chạy thẳng về hướng của Hàng Xanh. Vừa là cập nhật mà cũng vừa là ôn lại một vài cái hình ảnh kỷ niệm năm xưa ở con đường xa lộ này, đặc biệt là chúng ta đi qua những cái vị trí như cầu Rạch Chiếc, ngã ba Cắt Lái, Xi Măng, Hà Tiên, hay là đi lên cầu Sài Gòn đây, ngày xưa gọi là cầu Tân Cảng, và một nó chỉ có một làng bên trái thôi, bây giờ thì không, làng bên phải là làng em đang đi đây này, là cầu cũ. Người ta xây thêm cái cầu mới ở bên hướng ngược lại nữa cô bác anh chị, mở rộng ra, bởi vì khi chưa mở rộng ở đây thì nó kẹt xe ghê lắm, nó kẹt xe nhiều. Mỗi cái ngày chiều đi làm về chẳng hạn, hoặc là những cái ngày lễ Tết nghỉ ngơi, kẹt xe ghê lắm. Và bây giờ ở đây thì em chạy phía ngoài luôn đó, thưa cô bác anh chị. À, tới cầu Sài Gòn là hết đường Võ Nguyên Giáp. Ngày hôm nay mà lên bản đồ á thì cô bác anh chị thấy đã cập nhật là Võ Nguyên Giáp rồi, nhưng mà trên dọc đường thì chắc chắn rồi, người dân người ta chưa có thay đổi được kịp cái địa chỉ đâu, nó cứ là xa lộ Hà Nội thôi. Còn trong ký ức của rất nhiều người ở Sài Gòn, con đường này nó vẫn là xa lộ Sài Gòn Biên Hòa, thưa cô bác anh chị. Tại vì thú thật với cô bác anh chị, hồi mà em mới đi vào đây á, em cũng ngạc nhiên lắm, ở Sài Gòn có con đường tên Hà Nội, không biết ở ngoài Hà Nội có con đường tên xa lộ Sài Gòn không. Nếu như mà
mình gọi là đặt theo cái chiều dài của cả nước thì ở ngoài Hà Nội phải có con đường gọi là con đường xa lộ Sài Gòn, nhưng mà hình như là không có thì vậy, chứ ở đây là có xa lộ Hà Nội. Và bây giờ mặc dù đoạn này đổi tên thành Võ Nguyên Giáp rồi, nhưng mà vẫn còn một đoạn rất là dài từ ngã tư Thủ Đức đi về Biên Hòa thì nó vẫn là xa lộ Hà Nội, thưa các bác anh chị. Đấy, cho nên là hy vọng sắp tới ngoài Hà Nội có cái con đường tên là xa lộ Sài Gòn. Rồi, biết đâu nhiều khi có dịp em ra Hà Nội chơi, quay cập nhật rồi đến cô bác anh chị. Rồi. Đây là một cái ga. À, ngày hôm nay thì nó vẫn còn như thế này, không biết cuối năm nay làm sao mà đưa vào hoạt động đây, hoạt động cái kiểu gì đây. Chứ như những cái đường cao tốc làm gấp rút theo tiến độ, cuối cùng xe chạy được, nhưng mà đường cao tốc toàn là bò đi không à, bò đi vào cô bác anh chị, rồi kiếm một cái nhà vệ sinh để giải quyết nỗi buồn là hầu như kiếm không ra. Kịp tiến độ để chạy thôi, nhưng mà còn các cái tiện ích xung quanh là hầu như là không có. Khổ. Hy vọng kịp tiến độ nhưng mà tiện ích nó phải có nữa, chứ không là ví dụ như cầu đi bộ, cầu vượt này kia không có thì cũng rất là mệt. Đó, ở đây là cầu Sài Gòn, em mời cô bác anh chị băng qua cầu Sài Gòn luôn. Đó là Landmark 81 đó cô bác anh chị. Đấy, cầu bên này là cầu cũ nè. Cầu cũ tức là cầu Tân Cạn từ ngày xưa luôn á cô bác anh chị. Người ta cũng sửa sang lại chút xíu. Còn bên kia cái cầu len ngược chiều lại với em đó là cái cầu mới xây sau này. Đó, thì nói chung tình hình của Sài Gòn mình ngày hôm nay như vậy. Cũng nhiều thứ thay đổi lắm, nhưng mà cập nhật thì em cập nhật một vài vị trí thôi. Đi từ ngã tư Thủ Đức mà lên đây thì nó lại xa quá thưa cô bác anh chị, thành ra là em đứng ngay ngã tư Bình Thái đi thì cũng được. Mời cô bác anh chị ngắm cảnh trên cầu Sài Gòn nha. Cầu Sài Gòn, một trong những cái vị trí mà những người thất tình, những người phá sản này kia nọ, cá độ bóng đá bài bạc rất là yêu thích. Lâu lâu cứ nhảy, thấy tin nhảy hoài cô bác anh chị. Đặc biệt là vô cái mùa sau Covid, rồi cái mùa kinh tế suy thoái như hiện nay, nhà cửa bất động sản bán không được, rồi lãi suất ngân hàng tăng giảm đột biến này kia, gồng không nổi nữa, đôi khi áp lực quá tìm lên cầu. Cuộc sống là nó như vậy thưa cô bác anh chị. Rồi thì em đổi dốc cầu Sài Gòn. Bắt đầu em thấy mây nhiều rồi đó, kéo tới rồi. Trưa vô chiều bắt đầu sẽ mưa gió. Đây là quận Bình Thạnh với cái một cái ga metro. Bên trái có con đường cầu vượt, có con đường huyện Hữu Cảnh cô bác anh chị, cầu vượt huyện Hữu Cảnh để đi về hướng của Ba Son, Cường Để đó, ngày nay là Tôn Đức Thắng. Và đi thẳng hướng này thì chúng ta tới ngã tư Hàng Xanh, cũng là một phần của xa lộ Biên Hòa năm xưa. Nhưng mà em sẽ tạm dừng cái clip của mình ở ngay cái vị trí này. Một lần nữa xin kính chúc cô bác anh chị và các bạn một ngày tràn đầy niềm vui, bình an và thật nhiều sức khỏe. Hẹn gặp lại cô bác anh chị và các bạn ở các clip sau trên kênh Sài Gòn Hôm Nay. Bye bye.